Hiện tại thì kênh Tenny Senpai gần đạt cột mốc 100.000 người đăng ký rồi. Nếu ai còn chưa nhấn vào cái nút đăng ký màu đỏ này thì ấn ngay đi nào. Còn ấn rồi thì bật chuông thông báo để nhận video mới nhanh nhất nhé. Xin chào các bạn. Cơm chó hôm nay mang tên thật khó để yêu một otaku. Tập 1 Mê nữ của chúng ta là Momo Senarumi. Dù đã đặt chuông báo thức đến 4 lần nhưng cô vẫn ngủ quên thay đổi nhanh rồi vội phi đến chỗ làm vì đây là buổi đi làm đầu tiên ở công ty mới. Và có vẻ như có bí mật nào đó mà cô không muốn cho ai biết. Trong khi đang đi với Hanako, sếp của cô, bất chợt gặp anh chàng này, Narumi nhận ra ngay đó là Hirotaka, người bạn thơ ấu từng học tiểu học và sơ chung cùng mình. Narumi liền nở nụ cười thân thiện và rủ sau giờ làm cùng đi ăn để nói chuyện. Nhưng cô đang ẩn giấu một điều gì đó trong đầu. Vừa thở phào vì kết thúc cuộc trò chuyện này một cách êm xuôi. Hirotaka bỗng hỏi Narumi có tham dự lễ hội Comiket hè năm nay không? Cho ai không biết thì Comiket là lễ hội về anime manga của Nhật Bản nhé. Đến quán ăn, Hirotaka mới bị Narumi mắng. Cô luôn giấu việc mình là một otaku hủ nữ trước mặt đồng nghiệp mà Hirotaka suýt làm bị lộ. Còn anh thì ngược lại, không hề giấu việc mình là một otaku nghiện game sống khép kín. Vì vốn là người không quan tâm thị phi, anh còn chưa từng có bạn gái. Thế là Naumi đã cười trêu chọc Hirotaka. Cô thì đã từng có nhiều bạn trai cũ trước đây, và cái anh mới chia tay gần đây nhất là vì cô lỡ để lộ mình là otaku thế là ăn đá luôn. Hirotaka hỏi sao cô không tìm người nào chấp nhận việc mình là otaku. Cô thẳng thừng đáp vì nếu thế người đó chắc chắn sẽ là otaku mà cô lại không muốn yêu người như thế. Cạn lời luôn. Naomi thử bỏ kính Hirotaka ra rồi nói anh không phải gu mình, và cô nghĩ chắc sẽ không thể hẹn hò với anh đâu vì hai người là bạn thân otaku của nhau. Đây là Kabakura, cũng là sếp của họ. Anh đang phàn nàn về việc Hirotaka hay chơi game ở nơi làm việc vào giờ nghỉ trưa, không hiểu sao khi thoảng lại liếc sang phía Narumi. Còn cô thì đang nghi ngờ việc chị Hanako cũng là một otaku vì phản ứng kỳ lạ của chị, rồi đột nhiên thấy chị đang lướt ảnh của một người cosplay nổi tiếng. Narumi lỡ miệng đọc tên của người đó lên. Hanako đã thừa nhận mình chính là người cosplay anh chàng đó. Biết Narumi là một fan của mình thế là hai người nhanh chóng thân thiết với nhau luôn hirotaka lại đi hút thuốc và nhớ lại hồi nhỏ của mình và narumi thì nhận được một cuộc hẹn đi uống từ cô thế nhưng hết giờ mà cô vẫn chưa làm xong công việc ra quán bia thì ông chủ nhận nhầm hai người là người yêu trong khi hirotaka đang phủ nhận thì narumi lại thấy buồn cười rồi cô lại ngồi kêu ca về chuyện tình yêu đầy trắc trở của mình hirotaka nói nếu chỉ có như vậy thì tôi về đây thế là narumi tiến sát đến gần rồi cầu xin anh giúp một chuyện hóa ra là muốn được giúp qua màn trong game trên đường về Narumi nói thật mừng vì có Hirotaka ở bên cạnh. Anh chợt dừng lại rồi hỏi, "Vậy tôi có được không? Tôi sẽ là người cùng bà đi kiếm trang bị và lên cấp trong mọi game. Nếu có làm quá giờ về muộn, tôi sẽ luôn ngồi đợi và không bao giờ làm bà khóc, đặc biệt sẽ cùng đi tham gia sự kiện vào tuần sau." Không thèm nghĩ một giây, Narumi ok luôn. Và thế là hai người bạn otaku đã hẹn hò với nhau. Tập 2. Hirotaka luôn dành mọi thời gian rảnh để ngồi chơi game ở nhà. Ở nơi làm việc thì chuyện hẹn hò với nhau đã bị hai anh chị biết. Cô luôn lẩn trốn mỗi khi thấy Hirotaka vì cảm thấy ngại. Chị Hanako đã khuyên cô không nên làm thế vì sẽ làm anh buồn mất. Còn anh Kabakura thì khuyên cậu hãy đi nói chuyện với cô ấy ngay đi. Kabakura nhận xét về Naomi là một cô gái hậu đậu, ngực bé nhưng nụ cười rất dễ thương. Hanako thì thấy Hirotaka là một anh chàng tài giỏi, đẹp trai, kiểu người luôn trung thủy. Naomi lại nhận xét anh Kabakura hợp gu của cô hơn đúng lúc đó hai người kia đã xuất hiện và nghe thấy câu vừa rồi naomi đang định chạy thì hirotaka đạp cái cửa đóng vào cũng may có chị hanako ra nói giúp cô vài câu nhưng anh kabakura lại đuổi chị đi vì không nên xen vào chuyện của hai em nó và thế là cuộc xung đột giữa các senpai đã nổ ra cả hai anh chị từng là đội trưởng đội bóng truyền hồi cao trung họ luôn như chó với mèo từ hồi đi học đến tận giờ Umi nhân cơ hội chạy thoát thân nhưng không kịp hirotaka đã đứng ngay đằng sau rồi anh nói không cố ý làm cô sợ đâu hai người đã gần gũi hơn khi còn là bạn lẽ ra anh đã không nên tỏ tình dù thang máy đã mở nhưng narumi không chọn cách chạy nữa mà quay lại ôm chầm lấy anh cô đã xin lỗi chỉ vì hơi xấu hổ nên mới né tránh thôi chứ thật ra cô cũng rất hạnh phúc và hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa làm anh ngại quá mà che cả mặt lại đột nhiên thấy anh kabakura gọi chị hanako bằng tên riêng làm narumi bất ngờ hóa ra hai người họ đã hẹn hò với nhau từ lâu trên đường về, Hirotaka nói không hề giận cô đâu mà chỉ sợ cô không còn thích mình nữa thôi. Narumi đã khoác lấy tay anh và dù lần sau đi khu vui chơi. Cả nhóm đã đi hiệu sách cùng nhau khi tan làm thì họ phát hiện ra một bí mật. Hirotaka không hề biết nháy mắt, trong khi Narumi thì dễ thương VL. Anh Kabakura tuy mặt mày cau có mà lại thích mấy thể loại chuyện lo ly như này. Và vì khác thể loại yêu thích với Hanako nên anh toàn đi mua một mình. Còn Hirotaka thì chỉ mua manga điện tử nên mỗi lần đi hiệu sách chỉ luôn đứng đằng sau Narumi. Về phía bên nữ này thì hai người cùng sở thích với nhau, cực thích mấy manga thể loại đam mỹ. Tình bằng hữu của hai người như lên một tầm cao mới. Chị Hanako đã rủ Narumi cùng cosplay với mình và sẽ dạy cô cách làm nó. Trong khi Hirotaka còn nhớ tới buổi hẹn đi uống bia, thì ba con người kia mua được chuyện cái là muốn lượn về đọc ngay. Thế là ai về nhà nấy? Tập 3 Vào ngày diễn ra sự kiện, họ đã cùng đi với nhau. Narumi trong một bộ đồ rất dễ thương đứng bán chuyện tranh đam mỹ do cô viết cho khách còn Hanako đã cosplay thành một anh chàng đẹp trai nào đó và có đầy gái vây quanh. Sau đó Hirotaka đã ngồi trong hàng hộ để cô có thể đi mua cuốn sách bán giới hạn. Lại còn nghe thấy có mấy cô gái khác đang bàn tán về anh làm cô sợ mất người yêu phải tức tốc chạy nhanh. Lại còn có mấy thằng đến mua mà cứ sờ tay anh nữa chứ. Hôm nay, Hirotaka rủ Narumi tối hãy qua nhà mình chơi. Và cô đang cố ngồi nghĩ xem mình đang mặc pansu màu gì. Đến giờ ta làm rồi mà lại quên vào nhà vệ sinh để kiểm tra. Sau đó hai người đã cùng tới nhà anh. Narumi đang cảm thấy rất lo lắng và hồi hộp mặc dù hồi nhỏ đã suốt ngày sang nhà anh chơi game. Nghe Hirotaka hỏi đi tắm không làm cô bối rối, phải làm một hớp bia giữ tỉnh táo đã. Sau đó anh đã tiến sát mặt tới gần cô. Trong phút giây, Narumi chợt nhận ra dù có là otaku thì anh vẫn là đàn ông. Và hôm nay mình mặc nhầm pansu màu be. Rồi cô thốt lên một tiếng chờ hôm nào mặc màu hồng đã. Hóa ra anh chỉ lấy cái điều khiển chơi game. Lại còn tưởng cô đang đòi cái điều khiển màu hồng sau đó hai anh chị cũng đến chơi luôn. Hirotaka đang cảm thấy rất vui vì lần đầu tiên có nhiều người đến nhà chơi như vậy. Trong lúc Hirotaka đi tắm hai chị em nhà này đã đột nhập vào phòng ngủ của anh để truy tìm kho báu. Thấy các vị trí lục lọi có gì quen quen, Kabakura nhận ra Hanako đã từng lục phòng anh rồi. Anh đang nhặt cuốn sách hộ Narumi thì để lộ chiếc vòng cổ đôi với Hanako làm em nó cứ tủm tỉm cười. Trong lúc hai anh chị đang cãi nhau về chỗ Hirotaka có thể giấu sách bậy bạ, thì Narumi đã nhìn ngực mấy con búp bê đồ chơi của anh rồi tự so sánh với mình mà buồn. Sau đó còn tìm thấy các món đồ chơi hồi xưa của họ. Nhưng lý do mà anh có thể giữ gìn chúng lâu như vậy vì đó là món từng được đổi với Narumi. Cô là người hòa đồng và có nhiều bạn bè nên sẽ không hề để ý nhưng Hirotaka lại rất trân trọng nó. Narumi đã xúc động và nhảy lên giường ngồi rồi nói. Cô muốn khi ở bên nhau anh có thể thoải mái gần gũi hơn, bởi những chuyện mà anh kể nghe rất buồn và cô cảm thấy có lỗi. Narumi cho phép anh tát mình để chuộc lỗi, anh đáp lại với khuôn mặt tỉnh bơ, ok luôn, rồi bắt Narumi hãy ngậm mồm vào, cứ tưởng được ăn tát hóa ra lại bị hôn, tức ghê chứ. Chuyện này bất ngờ quá làm Narumi bối rối lỡ miệng hỏi anh thích ngực to phải không? Hirotaka ngạc nhiên quay ra thì thấy mấy con hàng của mình đều bị úp mặt vào tường hết. Lại còn đáp tất nhiên là thích nữa chứ. Đang định ra mách chị thì thấy cảnh này làm cô không nữa gọi. Tập 4 Hirotaka đã đi mua đồ ăn trưa cho hai người về thì thấy Narumi đang khóc khiến anh rất ngạc nhiên nhưng hóa ra là ngồi xem bộ anime buồn. Vừa chê cô là đồ trẻ con xong thì một lúc sau anh đã chảy nước mắt giàn ruộng rồi. Narumi mở tấm ảnh cô chụp cùng một cosplayer ra xem. Anh Kabakura đã khen cô gái cosplay kia xinh quá và đòi giới thiệu cô gái đó cho mình. Chị Hanako ngồi soi kỹ thì phát hiện ra, đó chính là Hirotaka. Sau đó chị đã khoe ra một tấm ảnh chụp trộm lúc Kabakura đang say. Anh liền cướp cái điện thoại để xem thì... Ngày hôm sau, hai người họ lại tiếp tục gây sự với nhau và phải tới nhờ hai đứa em giúp. Trong khi Hanako muốn anh ấy cùng cosplay với mình thì Kabakura lại nhất quyết từ chối. Anh chỉ thích ngắm người khác cosplay chứ không muốn tự bản thân. Kabakura giải thích do anh thấy xấu hổ vì khuôn mặt không ưa nhìn của mình. Hanako thì muốn biến anh thành một cô gái dễ thương như Hirotaka, rồi càng ngày càng cãi cọ gay gắt hơn. Hanako ghen tị với hai em rất thân thiết với nhau dù một người mê game một người mê anime nhưng lại không bao giờ tranh cãi gì hết mà luôn chấp nhận người kia ba ngày sau kabakura về nhà thì thấy đạo cụ cosplay đã được chuẩn bị sẵn hết nhưng vì một thỏa thuận nào đó mà cuối cùng anh vẫn phải ngồi xuống và đây là thành quả chỉ trong một đêm mà anh như biến thành con người khác vậy sau khi hoàn thành buổi họp rất thành công narumi được hirotaka rủ đi uống chúc mừng nhìn khuôn mặt vốn không bộc lộ nhiều cảm xúc như vậy thế mà nhắn tin thì dài liên miên như đa nhân cách vậy trong buổi ăn mừng. Hanako đã khơi mào cuộc trò chuyện bằng cách bắt các em kể những chuyện thầm kín. Nhưng cô em đã nhanh chóng chuyển chủ đề qua hỏi anh chị hẹn hò từ khi nào. Kabakura đáp vào năm cuối cấp khi anh tốt nghiệp. Sau đó cả hai người đều không chịu nhận mình là người tỏ tình trước. Hanako đã cố tình làm đổ nước lên áo và nhờ cậu em lau dùm. Hai người kia nhanh chóng ngăn cản. Sau đó họ lại tiếp tục cãi nhau ẩm lên vì vụ tỏ tình nữa. Cô nói gu của tôi phải là hoàng tử bạch mã cơ còn anh lại nói gu mình là các cô gái nhỏ nhắn dễ thương nghe kiểu gì cũng thấy giống narumi cô bé đã nói hai người hãy kể về một điểm mình thích ở người kia để làm hòa đi sau một hồi ngẫm nghĩ kabakura đã trả lời rằng vì cô ấy ngực to thế là lại càng xung đột ghê gớm hơn rồi hanako đã khóc và nói rằng tôi sẽ không thể trở thành mẫu người mà anh yêu được và bỏ đi narumi đuổi theo để ngăn lại chị đã ôm chầm lấy cô và nói sợ rằng một ngày nào đó hai người sẽ phải chia tay liệu anh ấy có yêu mình thật không hay chỉ cho vui Cô em thì chả thèm để ý lời chị nói mà cứ nghĩ tới cái thứ gì khá bự đang chạm vào mình. Cô đã động viên chị bằng cách nói sẽ hành hạ anh ấy như trong mấy loại chuyện 18 cộng mạnh bạo vậy. Cuối cùng Kabakura đã phải ra mặt rồi đuổi khéo Narumi vào trong. Phải dụ mãi cô mới chịu nhìn mặt mình. Anh đã lau nước mắt và xoa đầu Hanako rồi ôm chầm cô vào lòng. Dù Hanako có liên tục mắng anh chả bao giờ khen mình được một câu, Kabakura vẫn chỉ im lặng lắng nghe không cãi trả. Dẫu ngoài kia còn đầy cô gái dễ thương hợp gu hơn mà anh vẫn chỉ chọn cô. Tập 5 trong lúc ngồi chơi game narumi nhận ra hirotaka đã từng bấm khuyên tai anh nói là từ thời cao trung tuổi trẻ bồng bột nghĩ rằng bấm khuyên thì trông người lớn hơn và sẽ có người yêu narumi liền hỏi vậy bây giờ anh đã thành người lớn như mong muốn chưa giờ thì chỉ muốn làm trẻ con mãi thôi giờ nghỉ trưa ở công ty cô đã liên tục kể về bộ anime yêu thích mới được lên sóng gần đây còn anh vẫn như mọi khi chỉ gật đầu mà ừm vỗ vai nhẹ một phát thì anh gục luôn xuống bàn với vết máu trên miệng thật ra nó là tương ớt Narumi tới cửa hàng mua đồ ăn nhanh thì gặp cậu trai tóc vàng rất dễ thương này. Rồi cậu ấy hỏi là chị Narumi, phải không? Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây, để chị biết cậu nhóc này là ai đây. Đây là Nao ra, vì đã nhuộm tóc nên Narumi không nhận ra. Cậu đã rủ chị ra cùng ngồi nói chuyện trong giờ nghỉ. Hai anh chị này thót tim khi nghe thấy. Rồi tự ra ký hiệu với nhau để đoán xem anh chàng đó là ai. Kabakura định ra hỏi thẳng nhưng đã bị ngăn lại. Chị nói chắc hẳn chỉ là người yêu cũ ngồi nói chuyện với nhau thôi mà nói chuyện thân thiết như này thì cũng đáng lo ngại thật. Hai người cứ mải tranh luận mà không biết thằng em đang ngồi ngay cạnh Nhâm Nhi tách cà phê từ lâu. Hóa ra là Hanako tay nhanh hơn não đã nhắn cậu ra. Hirotaka đã thấy hai người đó và tới gần họ. Kabakura định ngăn cản cuộc đổ máu. Thì ra đây là Nao ra, em trai kém 7 tuổi của anh đang đi làm thêm. Cậu đã xin được tới nhà anh ở nhờ để tiện cho việc đi học. Tối hôm đó cả lũ lại kéo nhau đến nữa, không cho người ta ngủ gì cả, đã mất mấy đêm ngồi cày game rồi mà, Khác hẳn với anh trai và cái đám này, nào ra không phải otaku và chả biết gì về game hay anime hết. Nghe tin này làm họ giật cả mình vì đã lơ là mất cảnh giác. Vậy là bí mật che giấu đã bị lộ. Nhưng em trai này cũng không kỳ thị gì mấy vụ đó mà còn sợ ông anh không cho chơi thử vì kém quá. Mấy anh chị đang dạy em nó chơi game mà Hirotaka vẫn không quan tâm. Sau một hồi thì nhận ra nào đúng ga thật. Khác hẳn Hirotaka, nào có vẻ là một người rất vui vẻ hòa đồng, thân thiện và luôn quan tâm tới hai anh chị rồi cậu tươi cười nói rằng muốn đưa chị ra nhà ga vì trời tối rồi nhưng anh kabakura đã đứng dậy và nói rằng narumi có bạn trai rồi nên cậu đừng có thân thiết quá mức vậy thế là nao tưởng hai anh chị này đang hẹn hò với nhau nên đã xin lỗi sự hiểu lầm này làm anh ngượng chính mặt chị hanako thấy mọi chuyện đang rối bời quá nên đã kéo kabakura vào trao một nụ hôn rồi giải thích rõ ràng anh này và chị là một cặp còn hai người kia là một cặp nữa nao vô cùng ngạc nhiên về việc này và đã ôm mặt khóc Kabakura nghĩ rằng do cậu cũng thích Narumi nên mới buồn. Nhưng hóa ra cậu khóc là vì hạnh phúc. Luôn lo sợ anh trai mình sẽ cô đơn đến già. Từ bé nào đã luôn giúp hai người họ ở bên cạnh nhau. Đúng là thằng em đáng đồng tiền bắt gạo mà. Câu chuyện thật cảm động làm Kabakura cũng ngồi khóc tu tu. Mới nãy còn ác cảm với em nó mà giờ anh đã khắc hẳn. Bắt Hirotaka phải chăm sóc tốt cho em ấy trong khi ông chưa hiểu gì hết. Tập 6 Hirotaka đang làm Kabedon với Kabakura trong khi Narumi và Hanako liên tục chụp lại mặt anh lúc này như đang muốn ăn thịt người đến nơi hôm nay trời có mưa mà narumi lại quên mang ô cứ tưởng được đi chung ô với nhau thì đáng buồn là hirotaka cũng thế luôn mà cả hai lại còn cầm theo giấy tờ nên không thể chạy dưới mưa được anh kabakura thấy vậy đã đưa ô cho hai đứa rồi cứ thế chạy hai người rất lo cho anh vì hôm nay trời khá lạnh sau đó hirotaka đã vòng ra phía bên ngoài đứng như để che chắn cô ấy khỏi nước mưa bắn hanako đang đi về và cứ than thở rất ghét trời mưa phải gặp đủ mọi thứ rắc rối Kabakura vô tình bắt gặp nên đã đi nhờ chiếc ô với cô ấy. Thấy cô lo lắng cho mình làm anh rất vui rồi rủ tối nay qua nhà anh ăn tối và ngủ lại qua đêm. Hanako liền sửa lại câu nói lúc nãy thành mình thích trời mưa. Hôm nay Hirotaka thấy Narumi có vẻ gì đó kỳ lạ cứ như không khỏe vậy. Kabakura đã nói rằng trông em ấy vẫn rất dễ thương à nhầm vẫn khỏe mạnh đó chứ. Bình thường Narumi rất hay đăng Twitter mà hôm nay chưa thấy gì nên mới kỳ lạ. Anh rất lo lắng và muốn làm gì đó khiến cô vui vẻ như mọi khi. Vì vậy đã nghĩ đến việc cosplay BL với anh Kabakura. Giờ về anh đã rủ Narumi cùng đi uống bia và khuyên cô hãy quên hết chuyện buồn đi. Narumi nói rằng không có chuyện gì to tát hết, nó không liên quan đến Hirotaka đâu. Nghe xong câu này càng khiến anh lo hơn nữa và nói, "Đừng dùng nụ cười giả tạo đó với tôi nữa. Chỉ vì cô không muốn làm anh lo lắng thôi, nhưng Hirotaka vẫn muốn được lắng nghe tâm sự của Narumi, anh muốn là người được cô tin tưởng nhất." Vậy là Narumi đành phải ghé vào tai nói thầm thật ra là do nhân vật trong manga yêu thích của cô mới bị chết nên cô mới trầm cảm như vậy. Làm Hirotaka và Hanako không nhịn được cười. Ngó sang thì thấy ông này cũng bắt đầu trầm cảm không kém, hóa ra ông cũng yêu thích nhân vật đó. Bây giờ đang là cuối năm nên công việc của họ cứ chất đống. Narumi đang rất lo cho sự kiện quay gacha giới hạn vào Giáng sinh sắp tới trong khi cô thì hết cả tiền. Chị Hanako đã hỏi đây là Giáng sinh đầu tiên của em với Hirotaka mà, không định đi đâu hả? Narumi nói vì anh ấy không thích nơi đông người. Hanako đã kể lại cái Giáng sinh tệ hại của cô với Kabakura năm ngoái. Anh chỉ biết chúi đầu vào đống công việc cuối năm nên chả có gì hết. Còn năm nay chị đã dành được thời gian để chuẩn bị làm đồ cosplay. Trên con đường tràn ngập không khí Giáng sinh, Narumi đã kể về chuyện mình còn tin ông già Noel là có thật tới tận hồi sơ chung. Trong khi Hirotaka thì ngược lại, vì năm nào bố mẹ anh cũng giấu món quà ở cùng một chỗ nên chả phải chờ ông già Noel gì hết. Mọi thứ đã chấm dứt từ khi xuất hiện cậu em trai. Nao luôn mở cửa sổ chờ ông đến tặng quà làm anh lạnh cóng người. Đúng lúc ấy thì gặp ngay cậu em, thấy bộ đồ này cu cute quá làm Narumi lại chụp ảnh. Còn đây là cảnh đón Giáng sinh của ba người hồi nhỏ. Nhìn mặt em giống Mario quá nên anh rất thích veo nó. Trong khi mọi người đang tình tứ với nhau thì cậu lại phải đứng giữa thời tiết lạnh lẽo như vậy. Tuy rất thân thiện nhưng có lẽ do tính cách em nó chưa biết yêu đương gì nên chưa có bạn gái. Đối với cậu, chứng kiến mọi người mỉm cười hạnh phúc là đủ mãn nguyện rồi. Narumi nghe em ấy kể chuyện mà xúc động phát khóc. Đây đúng là vị thánh sống trong truyền thuyết. Còn về Hanako, cô đã được anh Kabakura đưa tới nhà hàng mà anh đã đặt chỗ sẵn từ 6 tháng trước như để bù đắp cho hồi năm ngoái. Hanako cũng đã chuẩn bị sẵn một món quà đó là món đồ chơi phiên bản giới hạn mà Kabakura rất muốn có. Tập 7 Mọi người đang chơi game cùng nhau. Kabakura chọn nhân vật là một dũng sĩ vắt thanh gương ngồi lòi. Narumi thì là một bé ép, dù ngoài đời hay trong game Kabakura vẫn thấy cô bé này dễ thương thật. Hanako mà nghe được câu này thì lại mất công giảng hòa thôi. Chọn nhân vật như vậy nhưng cô lại thích kỹ năng của sát thủ chứ không dùng phép thuật gì. Hai người đi dạo chán chê thì Hanako mới bắt đầu vào game trong vai một cô phù thủy đảm đang. Hirotaka thì vốn không thích mấy game cần giao tiếp với đồng đội như này vì trình độ solo ganh tem của anh rất đỉnh. Để ba người này chơi chung với nhau một tí thôi mà suýt bị con boss diệt hết cả lũ. Đã thế hai anh chị lại còn quay ra đánh nhau chứ. Cuối cùng Hirotaka đã xuất hiện nhưng lại mang một giọng điệu rất dễ thương khác hẳn bình thường. Hóa ra đó là nào? Nhân vật của Hirotaka thì siêu bá nhưng rơi vào tay cu em là toang luôn. Cả lũ đang dối hết cả lên không biết phải làm gì. May thay đấng đã trở lại, bắn một phát đi luôn con boss. Nào ra ngồi bên cạnh cứ đòi chơi tiếp nhưng anh không cho. Hôm nay, Kabakura phải đi uống với các đàn em trong đó có Hirotaka. Hai anh chàng kia không hiểu rõ tính anh nên luôn thấy sợ vì khuôn mặt dữ tợn này. Hirotaka nói thẳng ra là đừng dọa họ bằng khuôn mặt như thế. Trong thâm tâm anh rất dễ thương làm hai người kia phải ngạc nhiên. Trong khi đó hai chị em nhà này đi ăn với nhau và kể chuyện về một bộ anime. Họ như hai người bạn thân thiết lâu năm vậy. Cho đến khi Hanako nói thích cặp anh hùng và kẻ ác trong phim, thì lại hoàn toàn trái ngược với Narumi. Tí thì cãi nhau. Quay lại với mấy người này, hai anh chàng đang khen Narumi là một nữ đồng nghiệp rất dễ thương. Nghe tin hôm Giáng sinh cô đã ở cùng với người yêu làm họ cụt cả hứng. Mà không hề biết người yêu Narumi đang trước mặt họ đây. Vậy mà Hirotaka lại im lặng không có phản ứng gì sau đó chuyển qua nói về chị Hanako rất quyến rũ mà không biết người yêu chị cũng đang ở trước mặt luôn. Cẩn thận anh mày hơi cay rồi đấy. Tiếp về câu chuyện của hội chị em. Narumi kể rằng không giống anh Kabakura, Hirotaka là người luôn sẵn sàng lắng nghe. Nhưng anh lại không phải là hủ giống cô, ngây thơ đến mức còn hỏi hai anh trai này yêu nhau trong chuyện hả. Chị Hanako còn đáo để đến mức hay đọc chuyện BL ngay cạnh anh, và thi thoảng cố tình để anh nhìn thấy vài cảnh đam mỹ 18 cộng để thành hủ giống mình. Nhưng anh đây chỉ thích mấy bé lo ly dễ thương thôi. Sau đó Hanako và Narumi còn thử nói quan điểm của hai người xem có giống nhau không. Về việc giữa Hirotaka và Kabakura ai sẽ là người nằm trên. Kết quả là lại trái ngược nhau nữa. Rồi họ cứ ngồi phân tích ai làm công ai làm thụ thì hợp hơn đến nỗi cá quán đều nghe thấy. Ngại VL. Tập 8. Hôm nay là một ngày mưa bão rất to. Mặc dù sấm chớp đùng đùng nhưng Hirotaka vẫn đeo tai nghe nên đã bị mắng. Hóa ra là do cậu rất sợ tiếng sấm. Nó gắn với những ký ức tồi tệ. Đó là khi chơi game vào đúng ngày có sấm mà không kịp lưu lại thì sẽ mất hết dữ liệu. Narumi và Kabakura cũng đồng cảm về chuyện này, chỉ có Hanako là không hiểu gì vì chị không phải otaku nghiện game. Cả công ty đang làm việc thì có sấm sét rất to làm Hirotaka phải lủi thủi ra nhà kho hút thuốc để trốn. Thấy lo lắng cho anh, Narumi cũng đã xin đi xuống. Hai người chỉ đứng cách nhau một tấm kính mà còn nhắn tin điện thoại. Narumi nói rằng cô cũng sợ sấm sét và đang cảm thấy không an tâm nhớ lại ngày xưa vào một hôm trời cũng mưa rất to và có sấm chớp như này hirotaka đang bị cảm thấy có người bấm chuông đã ra mở cửa thì narumi lao vụt vào người cậu cô nói mình đã rất sợ khi đi bộ tới đây một mình nhưng lạ thay tại sao bây giờ lại hết thấy sợ hãi rồi về thực tại sau cuộc trò chuyện với nhau hai người đã hết sợ hãi và quay về làm việc có vẻ chỉ cần được ở bên nhau là quên hết nỗi sợ kia sau đó hirotaka vẫn kịp hoàn thành công việc trong khi narumi thì phải ở lại sau giờ làm đây là một ký ức buồn của Hirotaka về hồi tự bấm khuyên tai. Bấm xong cậu không hề có cảm giác đau đớn hay chảy máu gì mà cảm thấy khá hụt hẫng. Đến lúc định tháo ra thì lại không được, lúc này mới dần có cảm giác đau. Lý do là vì thường thấy Narumi đi chơi với những cậu bạn ăn chơi, bấm khuyên đầy tai. Cảm thấy bản thân thật kém cỏi và ngu ngốc, cậu bắt đầu rơi nước mắt. Vào một buổi đi uống, thấy Hanako cứ lại gần Narumi ngửi mùi cô. Kabakura đã bảo Hirotaka hãy cẩn thận, nếu Hanako mà là đàn ông chắc Naumi đã cắm sừng cậu lâu rồi. Nhưng cô trả lời rằng nếu mà là đàn ông chắc chắn tôi sẽ bê lở với anh đấy. Thế là Kabakura tức quá lại mắng cho một trận, nhưng thực lòng anh chỉ sợ cô ấy mỗi khi say xỉn sẽ đi tán tỉnh người khác mất. Nhìn tranh cãi nhau thế chứ thật ra họ yêu nhau lắm. Rồi Hirotaka hỏi nếu tôi lỡ say xỉn và đi tán tỉnh cô gái khác thì Narumi sẽ làm gì? Cô liền đáp đương nhiên là anh sẽ không bao giờ làm thế rồi, vì anh là Hirotaka mà. Mãi đến tận lúc đã về nhà mà anh vẫn nghĩ mãi tới câu trả lời đó của cô và thở dài. Rồi lại hồi tưởng cảnh hai người gặp nhau vào tập 1 khi Narumi từng nói rằng không thể hẹn hò với anh vì là hai người bạn thân. Lúc này anh còn chả có tâm trạng mà chơi game. Hôm sau, nhìn nét mặt Hirotaka mà Kabakura nhận ra ngay cậu đang suy tư điều gì đó. Hirotaka đã hỏi, bình thường những lúc không cãi nhau mà ở một mình hai anh chị hay làm gì? Quả nhiên là cậu đang có gì đó khác thường. Kabakura nói rằng chỉ ăn uống chơi game rồi đi hẹn hò vào cuối tuần thôi nhưng hanako phản bác rằng cuối tuần anh toàn ngồi xem anime thì có đi hẹn hò hồi nào đồ ngốc tôi đang cố giúp cho thằng em đang hoang mang đấy rồi chị thay đổi thái độ và nói biết đó là sở thích của anh nhưng tôi chỉ muốn đi hẹn hò thôi thấy hanako giận dỗi và bỏ đi kabakura đã kéo tay cô và nói rằng chủ nhật tuần này sẽ đưa đi chơi để đền bù vì vậy hãy tha thứ cho tôi nhé cứ tưởng người yêu đã siêu lòng nhưng lại bị ăn cái tát Hirotaka cảm thấy tình yêu của mình khác với họ và lại đứng trầm tư một mình. Narumi đang mua đồ uống từ chỗ nào và cô nhận xét. Tại sao thiên thần và ác quỷ lại là hai anh em ruột chứ? Bình thường Nao hay đeo can tách mà dạo này vì khóc nhiều quá đau mắt nên mới phải đeo kính. Điều này khiến cô rất bực mình. Ai dám làm thằng em dễ thương của tao khóc chứ? Thật ra là vì bộ phim buồn mà cậu đã đi xem với bạn. Cứ tưởng cu em đi hẹn hò với gái nhưng chỉ là xem phim cùng bạn thôi. Nhưng nghĩ lại mới thấy, cô và Hirotaka vẫn chưa có một buổi hẹn hò đàng hoàng nào cả. Trên đường về, Narumi nghĩ rằng có hỏi anh đi hẹn hò cũng chỉ vô ích thôi rồi cả hai sẽ lại ngồi chơi game, nhưng cô đâu biết dạo này anh cũng đang suy tư về chuyện đó. Hirotaka đã hỏi mọi khi cô hay hẹn hò với người yêu cũ ở đâu và anh đã rủ cô chủ nhật tuần này đi hẹn hò không, làm Narumi hết sức ngạc nhiên. Tập 9. Cuối cùng ngày hẹn hò đã tới. Hôm nay thấy Narumi khác hẳn mọi khi, không còn giống otaku nữa mặc dù hirotaka không thích đồ ngọt nhưng cô vẫn mua hai cái bánh phiên bản giới hạn để ăn chung mà thật ra là muốn ăn cả hai vị hai người họ còn giao kèo với nhau nếu trong buổi hẹn mà nói gì liên quan đến otaku sẽ phải nộp phạt cứ đà này cô sẽ mất hết tiền để mua chuyện tranh mất đấy lỡ mồm thế là lại đóng tiền tiếp trước đây mỗi lần đi hẹn hò cô luôn tháo hết móc khóa và thay hình nền anime khỏi điện thoại vì chưa từng giấu hirotaka mấy chuyện này nên narumi đã bất cẩn thấy hai thằng nhóc đang đứng thân thiết với nhau, cô lại nghĩ tới đam mỹ, thế là ăn phạt. Hirotaka thì lỡ mồm đọc thông báo của trò Pokemon Go cũng lại mất tiền. Không nói về chuyện hay game gì làm không khí rất tĩnh lặng. Sau đó Narumi đã rủ chơi trò mạo hiểm khiến Hirotaka muốn khóc. Vào nhà ma, cô run như cầy sấy mà vẫn nói không sợ, lại còn tỏ vẻ an ủi anh đừng sợ có tôi ở đây rồi. Bắt đầu ngồi lên con tàu ma quái. Narumi nói nếu sợ thì cứ để em nắm tay anh nhưng cô đâu biết vì hoảng loạn quá mà kéo nhầm tay người khác mặt kabakura lúc này kiểu hóa ra anh cũng đi hẹn hò với chị hanako thế là hai người còn lại phải đi với nhau đúng kiểu hai con người không sợ ma đi với nhau còn hai đứa sợ ma lại đi cùng nhau một bên thì nói chuyện rất bình thường một bên thì gào thét trong tuyệt vọng narumi phải tự khoanh tay lại để tránh lỡ nắm nhầm tay đàn anh và cho đỡ sợ chị hanako đang rất muốn hai em có tiến triển hơn ít nhất thì hôm nay phải hôn nhau được sau khi thoát khỏi vùng nguy hiểm kabakura đã khuyên rằng khoanh tay không làm em bớt sợ đâu lần tới hãy nắm tay người mình yêu nhé đừng lo sau vụ này em nó cũng chả dám đi nữa đâu thấy hanako có vẻ đang nói chuyện thân thiết với hirotaka kabakura đã hỏi nhưng cô đáp không có gì phải lo đâu anh là người dễ thương nhất trên đời hirotaka đang tính nắm tay narumi nhưng không nổi vì chân đang rất đau rồi suy nghĩ liệu hôm nay cô ấy có thấy vui không đột nhiên narumi đổi tông giọng nói có lẽ chuyện giữa chúng ta không được rồi kết thúc tất cả đi ý cô là con lợn này này sau buổi hôm nay mà sắp hết sạch cả tiền lúc này cô như được giải phóng bản thân hoàn toàn vậy nhìn như này cũng đủ thấy ngày hôm nay cô ấy đã rất vui rồi nhận được một món quà từ người yêu hirotaka đã mở ra đó là một đôi khuyên tai narumi cười đùa nói cái này khá kỳ lạ nhỉ một người trưởng thành lại lạnh lùng trầm tính như anh sẽ không hợp với nó nhưng cô vẫn muốn một lần được thấy thời trẻ bồng bột của anh, làm Hirotaka rất ngạc nhiên. Rồi vuốt tóc cô thì thấy Narumi cũng đeo khuyên tai. Cô nói vì thấy có nhiều màu sắc nên mới thử mua chúng. Sau đó anh đã vươn tay ra định hôn cô ấy nhưng cuối cùng lại chỉ ôm. Anh hứa sẽ rất trân trọng món quà này, đến lúc đeo thử thì nhận ra lỗ tai đã khép vào mất rồi. Tập 10 Naomi đang lướt xem lại những tấm ảnh hôm vừa rồi tại quán nào làm. Thấy hai anh em nhà họ khác nhau quá làm các chị nhân viên khác rất ngạc nhiên cậu còn được các chị gái ở đây rất thích trong lúc đi dọn dẹp nao đã thấy một anh bạn đang ngồi học hành chăm chỉ nhưng hóa ra là đang chơi game nhìn game này rất quen khiến cậu cứ đứng chăm chú xem bất ngờ cậu bạn đó quay mặt lại giật mình rồi vội vàng cất dọn đồ mà bỏ đi nao đang rất ngạc nhiên thì thấy một tờ giấy bạn đó đánh rơi trong lúc đang ngồi ăn với hai đứa bạn thân nao lại vô tình gặp cậu bạn hôm nọ tên là cô học cùng trường và từng trung lớp cao chung với hai anh bạn này nhưng vì cô sống khép kín quá nên không ai nhớ rõ lắm nào lại nghĩ tới người anh mình thấy vậy nên cậu đã tới ngồi trước mặt tươi cười nhưng bạn lại đứng dậy định bỏ đi trước đó nào đã kịp trả lại tờ giấy hôm nọ trong khi giới thiệu bản thân cô luôn kèm theo một lời nói xin lỗi rồi bỏ đi nào rất muốn trò chuyện thêm nhưng lại sợ làm phiền bạn rồi nghĩ tới cảnh anh trai mình hết cô đơn nhờ có các anh chị trong công ty cậu đã quyết định rủ lần sau hãy cùng chơi game với nhau mình muốn làm bạn với cậu nhưng cô lại tưởng nào muốn gửi lời mời kết bạn trong game thế là hai người trao đổi thông tin nhưng có một sự thật mà Nao không hề biết rằng cô chính là con gái, chỉ có ngoại hình là giống nam thôi. Hôm nay cả nhóm lại cùng nhau chơi game, trong lúc Hirotaka đang nằm ngủ bên cạnh thì Nao đã vào game. Nghe thấy câu nằm bên cạnh làm chị Hanako lại nổi máu đam mỹ, cạn lời luôn. Vì không có Hirotaka nên cả nhóm lại chật vật với mấy con quái. Thật may đứng cứu tinh đã xuất hiện, người này chỉ lặng lặng tiêu diệt con quái và hồi máu cho họ rồi lại biến mất. Nào đã nhận ra ngay đó là cô, trong lúc hướng dẫn cách chơi cô vẫn không quên kèm lời nói xin lỗi. Hôm nay trên đường đi làm, Hirotaka trong tình trạng không đeo kính nên không thể thấy rõ đường, vì lỡ dẫm vỡ mất kính. Làm việc thì cứ lườm cái màn hình như này thôi. Thấy thế Narumi không thể an tâm làm việc được nên đã bị mắng. Hirotaka không thể nhìn rõ mặt anh nên đã tiến sát tới gần. Cảnh tượng này làm hội chị em thích lắm. Rồi đến mấy cô gái khác trong công ty cũng bắt đầu bàn tán việc cậu bỏ kính ra đẹp trai thật. Đến cả Hanako còn thấy thế nữa là, thấy cảnh anh dí sát mặt vào các nữ đồng nghiệp làm narumi không thể chịu được quyết định cùng nhau đi mua kính narumi đã trách hirotaka chỉ giả vờ không nhìn thấy gì bởi khi nói chuyện với cô thì anh không hề phải dí sát mặt đơn giản là anh có thể nhận ra người mình yêu từ xa thế là cô ngại quá đã đánh trống lẳng sang chuyện khác ngày chủ nhật nao đã chơi game cùng cô nhưng cậu kém đến nỗi đánh cả chục lần màn solo đơn giản cũng không qua nổi cô đã khuyên cậu nên thay đổi vũ khí và đánh từ hướng khác Nao rất ngạc nhiên vì bạn ấy không hề giận khi mình làm phiền như vậy. Khác hẳn anh hai Hirotaka vào phòng thì thấy rất ngạc nhiên khi em trai mình dạo này hay chơi game thế. Rồi anh đã ngồi vào chơi hộ em nó, chỉ một tí mà đã đuổi kịp cô luôn. Lúc này cậu quay lại và đuổi anh ra rồi giải thích mọi chuyện. Tưởng rằng sẽ bị bạn giận vì có người chơi hộ nên Nao định thoát ra. Nhưng cô đã níu tay cậu lại và nói chúng ta hãy chơi cùng nhau đi. Tập 11. Vào đợt nghỉ của công ty. Trong một ngày đẹp trời, hai anh chị đang tình tứ với nhau trong nhà. Hanako đã ra ngắm cảnh bên ngoài, thấy có mấy bé nữ sinh cao trung vừa tập thể thao ở trường đang trên đường về làm cô nhớ lại thời quá khứ. Những cuộc cãi vã hồi hai người còn học cao trung. Cho đến cuộc chia tay vào ngày cuối cùng khi anh tốt nghiệp. Trở lại thực tại, cô đã rủ anh năm mới hãy cùng đi ngắm hoa anh đào. Rõ ràng người ta muốn đi riêng mà ông còn bảo rủ cả nhóm cùng đi, dỗi luôn. Trong khi đó, Narumi đang một mình tới nhà Hirotaka mà không báo trước. Vì anh cũng tính dành cả kỳ nghỉ để cày game thôi nhưng lo lắng không biết mình đến có làm phiền anh không rồi cô lại nghĩ tới một viễn cảnh mà hirotaka ngạc nhiên khi thấy mình đến anh ấy sẽ trách cô đến mà không báo trước phòng thì bừa mà trên người còn đang mặc đồ ngủ nhưng chỉ cần được nhìn ngắm bạn gái mình thì anh không quan tâm gì thêm trường hợp này không thể xảy ra với anh ấy được phải nghĩ tới cảnh khác liền chắc chắn đây mới là biểu cảm thật sự của hirotaka khi bị làm phiền đến nơi thì gọi mãi không thấy ai nên narumi đã đột nhập vào trong đập vào mắt cô là cảnh tượng kinh hoàng Túi đựng đồ ăn vặt rơi xuống, cô hốt hoảng lao tới. Cứ tưởng anh bị một thằng giang hồ nào cầm phóng lợn tấn công, nhưng không, dựa vào những dấu vết còn sót lại ở hiện trường có thể kết luận rằng, hắn chơi game đến mức quên ăn quên ngủ mấy ngày liền, nên cô đã phải lột hết quần áo và vứt anh vào bồn tắm, trong lúc đó thì tranh thủ gọi hỏi chị Hanako cách xử lý chuyện này, rồi lỡ mồm kể về việc hôm nay tự dưng em muốn tới gặp mặt anh ấy, nhưng thấy xấu hổ quá nên giả vờ rằng tại Hirotaka muốn gặp nên em mới tới đây. Nghe mấy câu này làm anh chị thấy phấn khích ghê. Narumi đang mừng thầm vì sắp trở thành một cô bạn gái lý tưởng, thì Hirotaka cứ thế đi ra mà quên chưa mặc đồ vào. Chị đây nghe thấy hết rồi nhé. Chuyển cảnh, Hanako vừa mới đọc xong cả bộ chuyện mới mua hôm qua vì nó rất hay. Kabakura ngạc nhiên đã cầm lên xem thử thì. Sao cô cứ thích đọc chuyện hai thằng con trai yêu nhau vậy? Tình cảm nam nữ thôi không đủ à? Còn anh thì sao? Đọc chuyện hai đứa con gái yêu nhau thì có khác gì? Rồi họ lại bắt đầu cãi nhau um lên nhưng sau đó nhận thấy mình đã hơi quá lời khiến người yêu buồn kabakura đành nói vậy đưa tôi đọc thử qua một chút cũng được trở về với hai người này narumi đang hỏi bình thường anh hay ăn uống kiểu gì hirotaka trả lời tất cả là do nao nấu ăn cho em nó còn ủi quần áo và mua giấy vệ sinh hộ anh luôn rõ ràng đó là nghĩa vụ của người bạn gái chứ nhỉ trong khi đó thì cô đang đi dạo một mình và nhắn tin hỏi nao về việc lâu rồi chưa thấy cậu vào game trên đường đi thì có nhiều người lại lầm tưởng mình là con trai làm cô rất buồn rồi tới cả quán nhưng cậu cũng không có ở đó tưởng rằng nhân kỳ nghỉ bạn đã đi du lịch rồi nhưng trong lúc mải mê học bài cô không nhận ra nào đã ngồi trước mặt mình một lúc cậu giải thích là do anh trai đã dành cả kỳ nghỉ ở nhà cày game nên không dám mượn chơi của anh vì sợ bị ăn mắng sau đó cô đã đưa cho nào một quyển vở dạy chiến thuật chơi game mà mình đã rất tốn công sức viết ra nó còn narumi thì đã lôi hirotaka rời khỏi nhà để đi dạo ra công viên khung cảnh nơi đây làm cô thấy rất hoài niệm còn anh thì không vì chưa ra công viên bao giờ thậm chí còn chưa từng cắm trại với gia đình mọi khi chỉ có nao đi cùng bố mẹ rồi cô mở điện thoại ra thì phát hiện điều gì đó nên đã lôi hirotaka về hóa ra người lồng tiếng anime yêu thích của cô đang lên sóng nên phải chạy về nhà xem ngay hirotaka đã đuối sức không thể chạy được tưởng chừng như phải bỏ cuộc ở đây nhưng narumi đã nói chỉ muốn được xem cùng anh thôi thế là như được bắp thêm sức mạnh anh đã phi nhanh như một cơn gió vậy là kết thúc kỳ nghỉ Ngày hôm sau ở công ty, Narumi đã hỏi tình đầu của mọi người từ khi nào nhưng chả ai muốn nói về chuyện này. Vậy thì nhân vật 2D yêu thích đầu tiên từ khi nào? Ngay lập tức họ trả lời liền. Narumi khịa Hirotaka nhân vật yêu thích của anh chắc phải rất quyến rũ, bởi anh vốn thích ngực to. Nhưng trước đây vào thời còn trong sáng anh đâu có thích nó. Thấy nào tới, cô cũng hỏi câu tương tự. Cậu trả lời tình đầu của em là cô giáo trường mẫu giáo. Đúng là có lẽ không ai trong số họ có thể tiến đến với tình đầu của mình. Nhưng Nao ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, có anh trai em đang hẹn hò với tình đầu của anh ấy đó. Thế là bị ăn ngay một quả lườm chí mạng, đến cả anh Kabakura còn phải thấy rén khi lần đầu thấy cái biểu cảm đó. Sau đây sẽ là ba tập OVA rất ngọt ngào mà mình đã thu thập được. OVA thứ nhất là về chuyện tình giữa hai senpai. Hôm nay Narumi và Hirotaka đã ghé qua quán của Nao và gặp chị Hanako. Chị đã khoe một chiếc vé được đi xem sân khấu 2.5D cùng anh Kabakura. Sân khấu 2,5D là nơi người thật sẽ hóa thân nhân vật anime. Chắc chắn dù bình thường anh ấy sẽ không đi đâu, nhưng Hanako đã dở thủ đoạn mới có thể lôi đi được. Chị giả vờ nói rằng vì bạn tôi không đi được nên lỡ mua dư một vé mất rồi. Mà thôi chắc anh cũng không muốn đi đâu, rồi giả vờ quay ra khóc khóc các thứ. Thế là anh Kabakura trúng kế, cảm thấy mùi lòng nên đã đồng ý đi cùng cô. Nhưng dù sao thì vở kịch này cũng hợp gu nên chắc anh ấy sẽ thích lắm. Nó nói về đội bóng truyền trường cao trung giống như hai anh chị vậy hanako từng là đội trưởng đội bóng truyền nữ kabakura thì là trưởng đội bóng truyền nam và anh ấy hơn chị một tuổi đây đúng là một cặp đôi đẹp như trong manga vậy nhưng kabakura giống một nhân vật phản diện hơn thấy narumi và hirotaka đều rất tò mò chị đành kể lại câu chuyện thời trẻ của mình khi ấy đội bóng truyền nữ không có một thành viên nào năm ba hết vậy nên chị mới học năm hai mà được chọn làm đội trưởng bạn bè của cô ai cũng khuyên cô từ bỏ đi vì senpai là một kẻ rất đáng sợ nhưng cô vẫn quyết tâm đối mặt anh ấy. Kabakura lấy lý do là nhà thể chất trong trường rất bé, nên đội tao mạnh hơn mới được quyền dùng rồi đuổi cô đi. Cô phản bác lại rằng đội bóng nữ yếu là do mấy anh chiếm hết nhà thể chất thôi. Sắp tới phải đấu với trường khác nên cô xin được nhường chỗ. Rồi hai người bắt đầu cãi nhau um lên. Tưởng trường đã nắm chắc phần thua nhưng không. Hanako lôi ra con át chủ bài đó là tấm ảnh mà cô bắt gặp anh đang đi mua manga và đồ liên quan anime. Kabakura run như cầy sấy vì sợ việc mình là một otaku bị lộ ra cả trường thật ra lúc đó cô cũng rất lo không biết có dọa anh ta được không và còn sợ cái khuôn mặt dữ tợn đó nhưng vẫn dũng cảm làm liều một phen vậy là đội bóng chuyển nam phải rời khỏi nhà thể chất mà đi chạy bộ dù rất cay cú nhưng nghĩ kỹ thì để gánh vác trọng trách to lớn của cả đội người đội trưởng cũng phải rất khổ tâm nghe mấy đứa đàn em bàn về bưởi của cô ấy làm anh cũng phải nghĩ tới nó đến giờ về kabakura rất ngạc nhiên vì còn mỗi cô ở lại tập một mình vì không có ai chỉ dạy nên hanako chơi bóng bị sai nhiều chỗ có muốn anh đây cho ít lời khuyên không? Rồi Kabakura cầm quả bóng lên và thực hiện một động tác bật nhảy rất ngầu lòi làm cô không thể rời mắt, vậy là Hanako đã xin được chỉ dạy, nhưng với một điều kiện đó là xóa tấm ảnh đó đi. Lúc này vẻ mặt của cô rất lưỡng lự. Thấy thế anh liền nói, tôi đã hứa cho mấy đứa dùng nhà thể chất rồi nên đừng lo. Vậy là họ cùng tập luyện với nhau. Hirotaka và Narumi đang tranh luận xem giữa hai người ai sẽ tỏ tình trước. Cô nói rằng anh ấy rất quyết đoán nên chắc chắn sẽ có lời tỏ tình cực ngầu để đánh gục con tim chị nhưng cậu lại nghĩ khác là một người rất thận trọng có lẽ anh ấy sẽ không chịu tỏ tình trước đến cuối đâu tiếp tục câu chuyện kabakura ngày qua ngày đều ở lại để tập cho hanako nhưng cách dạy của anh quá khó hiểu và lại hay cáu gắt nên suốt ngày cãi nhau hanako bắt anh phải dạy theo cách dễ hiểu nhất mà anh hay tự tập một mình dù rất ngại nhưng vẫn phải nói ra đó là mỗi lần phát bóng anh sẽ nghĩ về bài nhạc anime yêu thích trong khi cô lại rất ít xem anime nên chả biết mấy cứ nói chuyện về anime là Kabakura lại phấn khích khác hẳn vẻ ngầu lòi thường ngày. Với anh, anime như một người hùng có thể giúp mình vươn lên phía trước. Và đó chính là lý do Hanako dần trở nên otaku hơn. Chuỗi ngày tới lễ tốt nghiệp cuối cấp đang tới rất gần. Đội bóng của Kabakura đã để thua mất một trận quan trọng, chỉ nhìn vẻ đau buồn của anh thôi cũng làm Hanako muốn khóc. Trong khi lủi thủi đi rửa mặt một mình, cô đã đưa cho anh chai nước để động viên. Dù không phải người thua nhưng nhìn cô còn buồn hơn cả Kabakura.

Câu nói cuối cùng của Hanako là Chúc anh có thể thích nghi sớm với môi trường mới và sống thật tốt rồi cô bỏ đi Nhưng trong lòng vẫn mang đầy nuối tiếc Dù cố gắng kìm nén để không phải ngoảnh mặt lại nhưng Hanako đã không làm được Vừa mới quay lại thì Kabakura đã ôm chầm lấy cô vào lòng Giây phút mơ màng bị ngắt quãng vì một tiếng đập bàn rất mạnh Trong khi tôi đang cật lực làm việc thì cô lại ngồi kể linh tinh cho mấy đứa nó nghe sao Narumi đã bình luận rằng cách anh ôm chặt chị ấy thật sự rất ngầu Hirotaka thì cả khịa sau giờ học em không có qua cửa hàng phụ kiện bao giờ đâu, chỉ ghé quán game thôi. Thế là anh lại nói rằng chính cô ta mới là người chủ động ôm lấy tôi. Và vì cái việc ai là người chủ động thôi mà hai người lại cãi nhau um cả lên làm cả quán phải chú ý. Cẩn thận về nhà tôi sẽ đẻ cô ra và cho lãnh đủ đấy. Vậy là hai người cùng nhau đi xem buổi biểu diễn. Hirotaka vừa mới nhận ra một điều, chị ấy vẫn chưa hề xóa cái tấm ảnh đó đi. Còn sau đây là tập OVA thứ hai kể về câu chuyện giữa Nao và cô. Trong một buổi nghỉ chưa đầy ồn ào ở trường đại học, Nao, cô cùng hai người bạn đang ngồi ăn với nhau. Trong khi đó cô đang lo lắng vì kém giao tiếp với mọi người, đã thế còn là ba người bạn khác giới. Sau đó Nao đã mời mọi người cùng nhau đi điện tử, khuôn mặt dạng dỡ như này thì ai dám từ chối chứ. Dù mê game nhưng đây là lần đầu tiên được đi chơi điện tử vì cô rất sợ đi một mình. Thậm chí Nao còn đi cạnh người cô rất thân thiết vì vẫn lầm tưởng bạn là con trai. Dù mới chơi lần đầu nhưng cô đã thắng trong trò chơi đánh trống. Sau đó lại chơi rất nhiều trò nữa, cô thích đến mức chủ động kéo tay NAO đi mà không còn cảm giác ngại nữa. Cậu thấy lạ khi lần đầu thấy bạn vui vẻ cười nói như vậy, nhưng ngay sau đó cô đã nhận ra và lại vội vàng xin lỗi. Chỉ là được đi chơi với người khác làm mình rất vui. Sau đó lần đi mua đồ uống một mình rồi lại ngồi tự kỷ. Liệu cậu ấy có ghét mình không? Giống như mình đang đùa cợt vậy, lẽ ra đã không nên đến đây. Rồi cô nghĩ tới cảnh nếu bị họ phát hiện ra mình là nữ sẽ khiến NAO căm ghét mất. Mặc dù không muốn giấu chuyện giới tính nhưng cô lại rất ngại nói ra. Trong lúc nào đang tới nhà vệ sinh thì bắt gặp cô từ vệ sinh nữ bước ra. Họ như đơ người mất mấy giây, rồi cả hai người đều hoảng hốt. Cô chỉ biết liên tục nói xin lỗi rồi bỏ đi. Cậu đã kéo tay bạn lại, nhưng cô đã bật khóc. Đó là lần đầu tiên nào làm ai đó khóc, thậm chí hôm sau cô còn không thèm đến lớp. Cậu đã phải về xin ý kiến chị Narumi. Đối với một người hòa đồng như nào, thì việc làm một bạn nữ khóc là quá tệ. Em đã làm cậu ấy rất tổn thương, tất cả là tại em. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối được thấy cô mỉm cười. Narumi nói dù sao thì em hãy xin lỗi bạn đi, vì là con gái nên tất nhiên bạn ấy sẽ khóc rồi, nhưng chắc chắn em ấy đã rất vui vì được tươi cười trong buổi đi chơi vậy mà. Lần này Hirotaka đã tự mở cửa phòng cho em trai vào chơi game, còn cô lúc này ở nhà đang nghĩ tới những buổi chơi game cùng bạn, cuối cùng cũng lên tới được cấp độ siêu khó thì bất ngờ gặp một anh chàng chỉ với cây cung trên tay. Cô đã bắn hết lũ quái để giúp người đó, nhưng hóa ra đó là nào nào đã nhanh chóng giải thích mình vào bằng nick của anh trai để có thể gặp cậu. Dù gõ bàn phím rất chậm nhưng cậu đã quỳ xuống. Xin lỗi vì tưởng cô là con trai nên đã lỡ làm tổn thương. Lúc này cô mới thấy rất sốc, đó rõ ràng là lỗi của mình vì đã không nói rõ ngay từ đầu. Vậy mà cậu ấy lại quỳ xuống xin lỗi như vậy, mình thật tệ. Rồi cô trả lời như những gì vừa mới suy nghĩ. Hai người cùng nhau hợp sức để chiến thắng một con quái rất mạnh. Rồi Nao nói, được chơi cùng bạn bè là điều tuyệt vời nhất. Vậy là mọi chuyện được giải quyết hôm nay cô đã đến quán chơi game một mình và lỡ tay gắp được một con thú bông mà không biết phải làm gì với nó đúng lúc đó nao cũng tới nhưng không phải đi một mình mà là đi với chị narumi thấy hai người trò chuyện rất thân thiết với nhau làm cô hơi đượm buồn sau đó thì hirotaka cũng xuất hiện với một con gấu bông trên tay cô lại cảm thấy lo lắng vì phải quen biết thêm hai người lạ nhưng sau một hồi chơi game với người còn cao tay hơn mình nên đã bớt lo hơn cho đến khi chia tay ra về mới biết thì ra hai anh chị đó hẹn hò với nhau cô không hiểu sao mình lại thở phào nhẹ nhõm khi biết tin này cậu có muốn đi chơi với mình nữa không vậy chúng ta lại quay lại đó thôi nhỉ vào một ngày đẹp trời nao đang đứng chờ cô trong một buổi hẹn và rất bất ngờ khi thấy bạn hôm nay khác hẳn mọi khi cậu muốn khen nhưng lại không biết nên nói như nào cho tự nhiên thấy biểu cảm khó chịu đó của nao làm cô lại rất lo lắng bộ đồ này được chị narumi mua tặng cho nên mình mới mặc nó vào hôm nay xin lỗi vì đã mặc sai đồ mình về thay đây nhưng cậu đã níu giữ bạn lại và nói hoàn toàn không phải như vậy đâu sau đó hai người đã cùng đi chơi hồi tưởng quá khứ một chút hirotaka đã ngồi nói chuyện với cô về việc anh hay bỏ bê và không quan tâm tới em trai nhưng gần đây nao đã chơi game rất nhiều và luôn tươi cười vui vẻ nên anh mới nhận ra tất cả là do có em cảm ơn em vì đã thích em ấy cô rất ngạc nhiên vì câu nói này nhưng lại im lặng còn về phần của nao cậu đã rủ bạn về việc bốn người cùng đi xem phim với nhau nhưng anh bạn đó rút lại hai cái vé và nói cậu chỉ nên đi riêng với cô thôi nao vẫn không hiểu tại sao cậu ấy lại nói vậy trước câu hỏi cậu cảm thấy sao về cô đã làm nao đứng hình mất mấy giây trở lại thực tại kết thúc buổi đi chơi vui vẻ hai người cùng nhau dạo bước trở về lúc này nao mới nói bộ đồ đó thật sự rất hợp với cậu cô thì vẫn luôn lo lắng về nó từ nãy tới giờ mình không phải là người có thể khiến bạn bè vui vẻ tươi cười có những lúc còn không dám nói ra những gì nghĩ trong đầu nhưng chỉ khi ở bên cậu mình mới cảm thấy thoải mái hơn tâm trí mình như phai mờ đi Tôi... Tôi... Tôi nghe câu này xong đúng tụt cảm xúc thật nói thích người ta mà lại muốn làm bạn mãi mãi sau đó hai người đã ra về trong khi cứ mải nhìn bàn tay mình cô dù không thể diễn đạt được tình cảm nhưng vẫn cảm thấy rất vui Lúc này Nao đang ngồi một mình và suy nghĩ về những chuyện đã diễn ra ngày hôm nay. Dù không thấy nói gì nhưng có lẽ cậu cũng đã có chút tình cảm với cô. Xin chào các bạn đến với tập OVA thứ ba của Thật Khó Để Yêu Một Otaku. Công ty năm nay bắt đầu tổ chức một chuyến du lịch. Anh chàng áo xanh này và cả chị Hanako không muốn đi chút nào. Họ cho rằng đi cùng đồng nghiệp và sếp sẽ không thể thư giãn nổi. Nhưng Narumi và anh áo xám lại nghĩ khác. Đi chơi cùng nhau sẽ được thấy nhiều mặt khác của đồng nghiệp và thân thiết hơn. Hirotaka thì khỏi phải nói, lúc nào cũng chỉ muốn ngồi lì ở nhà nên thuộc tim không thích đi điều này làm narumi hơi buồn nhưng đến khi biết anh kabakura là người dẫn đoàn thì không ai dám từ chối cả sẽ xảy ra thương vong mất thôi thì đành phải hưởng ứng hết vậy áo xám khuyên hirotaka nên chuẩn bị tinh thần để đón chờ một chuyến đi không thể quên làm với nhau bao năm mà hirotaka vẫn trả nhớ nổi tên hai anh bạn này narumi đang hạnh phúc khi thấy bạn trai tự kỷ của mình được đồng nghiệp vây quanh áo xám còn thì thầm ở nhà trọ khu du lịch sẽ có suối nước nóng nhưng áo xanh biết thừa hirotaka đâu có thích mấy cái thứ đổi trụy ấy nói thế chứ trong đầu anh lúc này hiện lên toàn hình ảnh narumi mặc yukata. thầm nghĩ liệu mình có được ở riêng với cô ấy không thế nhưng narumi lại quyết định sẽ để anh ấy ở riêng với bạn bè không làm phiền nói thế chứ thật ra kabakura chả muốn dẫn đoàn chút nào thả xem anime mới còn hơn hirotaka đã cầu xin narumi giúp mình chuẩn bị đồ cho chuyến đi từ bé đến giờ chưa tự sắp xếp đồ đạc đi chơi xa bao giờ cả. Nhìn cái mặt này có nỡ từ chối không chứ? Hirotaka không hiểu đi chơi có gì vui nên mang theo vài cái máy chơi game. Nhưng nhớ lại chuyện ở đó có suối nước nóng và Narumi thì lại khác. Và lời khuyên cuối cùng là cần thân thiết với đồng nghiệp thay vì ngồi chơi game. Ngày đi chơi đã tới. Suốt cả ngày Narumi đi cùng chị Hanako để mặc Hirotaka trò chuyện với đồng nghiệp. Bùa tình duyên của cô có ghi người bạn đợi sẽ đến. Nhưng thím lại nghĩ ngay tới chuyện nhân vật trong game. Còn bên này hai anh chàng đang tranh cãi việc cầu nguyện về tình yêu hay sự nghiệp. Trong khi đó Hirotaka lại cầu cho Narumi quay trúng nhân vật hiếm trong game. Sau một ngày vất vả đi tham quan mãi mới được nghỉ ngơi, Hirotaka đang nghĩ tới Narumi, nhưng tiếc thay phải ngồi ngâm nước nóng với Kabakura. Chả mấy khi được ngâm mình mà vừa ngồi một tí đã đòi đi ra. Thấy Hirotaka có vẻ thích chơi game quá, Senpai quyết định chiều một phen. Narumi đang thoải mái ngâm nước thì Hanako tới ngồi cạnh chị thừa biết cô đang thấy cô đơn vì cả ngày nay không đi cùng Hirotaka. Nhưng Narumi phải chấp nhận để anh ấy hòa đồng hơn với đồng nghiệp. Trong khi đó Kabakura và Hirotaka đang thi đấu ai chịu ngồi sông hơi được lâu hơn. Senpai còn khuyên cậu nếu thấy chuyến đi này vui lần sau nên đi riêng cùng Narumi. Hai người đều cứng đầu ngồi lì tại chỗ không chịu thua và cái kết suýt thì ngất xỉu. Trong bữa nhậu, Kabakura bị mời uống rượu rất nhiều. Dù tử lượng rất kém nhưng anh lại không biết cách từ chối người khác. Cuối cùng là say xỉn ra ngồi một chỗ. Hana của lo lắng mang tới một chai nước và dặn anh cần biết dứt khoát từ chối nếu không thích. Chưa kịp dứt lời thì Kabakura bất ngờ hôn vào má. Còn nói tự dưng thấy em đáng yêu quá. Mồm thì tỏ vẻ không thích nhưng vẫn để anh ấy tựa vào mình mà ngủ cả đêm. Hirotaka thì đang hút thuốc một mình. Uống nhiều gấp ba lần Kabakura nhưng vẫn tỉnh bơ. Đang đi dạo ngắm cảnh thì vô tình thấy Narumi. Cả ngày không nói chuyện với nhau nên cả hai đều đang thấy cô đơn dù narumi tỏ vẻ đang nói chuyện về game nhưng nhìn nét mặt hirotaka cũng biết cô ấy thực sự muốn gặp mình có vẻ như điều ước hồi chiều của anh đã thành hiện thực trở về sau chuyến đi lại tiếp tục mở tiệc tại nhà hirotaka anh chị đều tặng quà lưu niệm cho nao và cô nghe tin narumi hết sạch tiền sau vụ đi chơi làm nao tưởng chị bị cướp nhưng thật ra thím nướng hết tiền vào game hirotaka cũng cảm ơn mọi người tạo điều kiện cho mình thân với đồng nghiệp cơ mà vẫn chưa nhớ nổi tên họ Nao dục mọi người nhanh chơi game đi vì cô đang rất hóng làm cô vội phủ nhận. Hanako dường như đã nhận ra tình cảm của cô đối với Nao. Trong lúc nghỉ ngơi đi uống bia, Narumi hỏi nếu mình sắp xếp đồ đạc giúp và cho mang theo game thì liệu anh có muốn một chuyến du lịch riêng hai người không? Mà nghĩ lại Hirotaka chỉ muốn ở nhà nên chắc không khả thi. Nhưng bất ngờ anh chạm vào tay cô rồi tươi cười đồng ý. Dễ thương xỉu luôn anh em. Một ngày nọ Narumi và Hanako cùng buôn chuyện về đề tài nếu bạn trai mình hóa đổi giới tính. Cô nàng Hirotaka ít nói với body chuẩn chắc chắn sẽ rất hút chai. Còn chị gái Kabakura với một khuôn mặt đáng sợ làm mọi người phải e dè. Cô luôn che giấu sở thích anime qua bộ mặt đanh đá. Cho đến khi bị Hirotaka phát hiện ra cái móc khóa anime. Hai người vô tình chạm tay nhau và cuộc tình này nở. Narumi vào vai anh chàng hậu đậu thảm hại và làm việc dở tệ. Tưởng tượng cảnh hai người hẹn hò nhau méo hợp cho lắm. Hanako là một người tài giỏi ngầu lòi và thích cosplay. Nhưng trước mặt Kabakura sẽ bộc lộ tính cách khác chưa hết em gái hirotaka tính cách vô cùng thân thiện trái ngược chị cùng anh chàng cô tính cách hướng nội hai người thân nhau nhờ chơi game kabakura tò mò khi thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ thôi tốt nhất không nên biết thì hơn vậy là đã hết anime thật khó để yêu một otaku cuối tập phim là những hình ảnh spoil nhìn qua chúng ta sẽ thấy những buổi đi du lịch của hirotaka cùng narumi nào với cô chắc hẳn sẽ thành một cặp cùng với đám cưới của kabakura và hanako vẫn như cũ các bạn nên đọc manga để thấy cái kết ngọt nhất vì khả năng sẽ không có mùa 2 nhé.